Đây là cái hành và tỏi băm nhỏ mình thắng qua với cái dầu ăn. Cái này là thường thường trong quán nào người ta cũng làm sẵn các bạn nhé. Đấy, nên là cái này mình không cần làm, nó rườm rà quá thì nó có sẵn ở trong quán rồi. Thì trong này chỉ là tỏi băm và hành băm thôi, có quán thì bỏ riêng tỏi riêng hành riêng, nhưng mà mình thì mình bỏ chung tỏi và hành phi thơm đấy các bạn nhé. Nên là bây giờ mình sẽ cho vào chảo, không cần phải phi thêm nhiều nữa, cho vào sẽ cho cái nước sốt vào luôn các bạn nhé. Trong những video của kênh mình thì mình cũng đã làm cái nước sốt xào các loại, cũng xào thực phẩm. Còn này, bây giờ mình làm cái sốt xào mì. Cái sốt này nó khác cái sốt kia các bạn nhá. Các bạn làm sốt này xong bỏ để nguội, bỏ tủ lạnh, bảo quản được tầm khoảng 10 đến 12 ngày các bạn nhá. Mình có thể làm vừa phải, không cần nhiều lắm để mà mình làm mì tôm xào cho khách. Cà rốt các bạn cắt lát ra nhá. Các bạn bật bếp cho nước vào để mình trần qua cái nguyên liệu. Cho mình vớt ra và mình sẽ sơ chế qua, mình cắt sợi các bạn nhé. Các bạn sẽ cắt kẻ đôi tôm như này. Lưu ý là các bạn sẽ cắt dài ra miếng ra, chứ không cắt hạt lựu, cắt vuông như kiểu mình chiên cơm, rang cơm. Rồi, mình để vào một cái bát rồi mình bắt đầu đi xào mì. Cũng là cái nước trần tôm với bạch tuộc vừa xong thì mình để đây các bạn nhé. Mình cho cà rốt cắt lát vào đây, mình sẽ trần qua một củ cà rốt, 1/5 củ hành tây các bạn nhé. Mình trần sơ qua và mình vớt ra các bạn nhé. Mì tôm xào của mình thì có 3 gói, mà thường thường làm một suất thì suất nhỏ thì 2 gói, còn suất lớn giữa tròn to thì 3 gói. Mình sẽ làm 3 gói. Rồi các bạn bóc mì tôm và sẽ trần qua nước sôi. Mình trần qua và vớt nhanh ra các bạn nhé. Mình sẽ rửa qua nước lạnh chút. Tráng đều bị mặt chả đấy các bạn nhé. Và cho mình cho một quả trứng vào. Tiếp theo mình cho cái ống mì trần vào đây các bạn nhé. Ở cái bước này á thì các bạn có hai cách làm, nhưng mà mình làm kiểu nào cũng được các bạn nhé.
làm cho khách thì các bạn xào như này, xong các bạn đổ sốt vào và cho rau củ vào, thực phẩm vào. À, hoặc là các bạn có thể vớt ra một cái đĩa, hoặc là các bạn đưa cái mì tôm ra, xong bắt đầu mình sẽ xào và mình đổ mì tôm vào cho cùng các bạn nhé. Mình cho một ít hành tỏi phi sẵn vào đây các bạn nhé, cái dầu hành tỏi phi, cho chuột vào, cho chỗ cà rốt và hành tây vào. Mình dùng cái thìa này mình đong các bạn nhé. Mình đong sốt vào đây, mình đong khoảng 2 thìa này các bạn nhé. Hôm nay mình không có rau các bạn, nên là mình xào này, nếu các bạn có rau thì bổ rau cải vào. Tiếp theo mình cho cái này vào luôn nhá. Và các bạn đảo đều nhanh tay để đưa ra. Cuối cùng là mình cho hành lá các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ra đĩa các bạn nhé. Đã xong rồi. Đấy, xào nó vừa khô mà vị cũng rất là vừa ăn các bạn nhé. Và như vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái loại nước sốt để chuyên xào mì. Các bạn có thể áp dụng vào những cái loại mì xào thông dụng của Việt Nam mình, chứ còn xào các mì Hàn Quốc thì không phải các bạn nhá. Mình chỉ xào ba cái loại mì Việt Nam mình thông dụng. Mì xào bò, mì xào hải sản, mì xào trứng, mì xào chay chẳng hạn. Thì cái nước sốt của mình đã làm xong và mình chia sẻ cái cách làm qua một đĩa mì cực kỳ đơn giản luôn các bạn nhá. Mới sáng sớm nên là cũng chưa làm được rau các bạn ạ. Có cái này có rau cải nữa, cải cay hoặc cải ngọt, cải nào cũng được. Nhưng mà sáng nên là chưa có người làm rau các bạn nhé. Các bạn hết sức thông cảm cho mình thì các bạn nào mà các bạn cứ bảo là đã làm video phải chuẩn bị. Nhưng mà thực sự thì cũng sẵn thì làm thôi. Bởi vì là quán thì lúc có khách thì làm sao mà làm được. Không có khách thì bắt đầu mình mới có thời gian mình làm video cho các bạn xem được. Có khách thì mình cũng ngại, không dám làm, mình phải tập trung công việc. Còn bây giờ thì đang là lúc thời gian buổi sáng rảnh rỗi thì chưa có khách ăn. Các bạn phụ bếp với các nhân viên thì đang còn lau chùi nhà cửa hoặc là đang còn soạn rau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video bất kỳ gì đấy. Thường ăn mì xào hoặc cơm chiên, cơm rang thì mình cũng luôn luôn để sẵn cho khách hàng một cái bát xì dầu gọi là nước tương ấy. Mì xào thì các bạn tùy các bạn ăn mặn hay ăn nhạt. Như lúc nãy mình làm hai cái thìa, mình làm hai thìa canh sốt này thì mình ăn cảm thấy rất là vừa, và khách hàng cũng mình cũng làm cho khách hàng ăn cảm thấy rất là vừa phải các bạn nhé. Nếu các bạn ăn mặn hơn thì các bạn cho thêm 1/3 nữa hoặc là một nửa cũng được. Mì xào này dù sao người ta cũng còn ăn với nước xì dầu, nước tương các bạn nhé, nên là các bạn không lo bị mặn đâu. Cái sợi mì không bị nát, ăn dậy mùi. Trong này có kết hợp những cái vị của hải sản, rau củ quả ngọt thanh, dậy mùi một chút mùi của xì dầu, hương vị của cái món cơm rang hoặc mì xào thì thường thường người ta kết hợp với xì dầu vào các bạn nhé. Mặc dù nó mang hơi hướng của miền Nam nhưng mà thực sự là ăn rất là ngon và đúng cái vị của nó. Cái này, cái sốt này không phải của miền Nam các bạn nhé. Mình vừa nhắc miền Nam nhưng mà cái sốt này thì dành cho miền Bắc, miền Nam, miền Trung đều được. Cái sốt này cũng không ngọt đâu. Thậm chí các bạn nếm bên ngoài thì nó thấy hơi vị hơi mặn. Nhưng mà khi các bạn xào vào cái
cái dĩa mì thì các bạn mới biết được là nó cân cái vị đến mức như thế nào. Không hề ngọt, không hề. Nếu quý vị và các bạn theo dõi thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like, đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ kênh của mình đến nhiều người biết hơn. Video của mình xin phép được tạm dừng lại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.